Ngày 28 tháng 12, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hai cá thể cá sấu nước ngọt trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm 1B do một nam sinh viên bàn giao. Anh Lê Quốc Bảo, 21 tuổi ở tỉnh Long An, hiện là sinh viên đại học đang theo học tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 2 năm trước, người thân của Bảo đặt mua hai con cá sấu trên mạng mang về nuôi. Thời gian gần đây, người thân của Bảo do bận việc học nên mong muốn bàn giao lại cho kiểm lâm đưa về chăm sóc. Hai con cá sấu nước ngọt có tổng trọng lượng là 2,4 kg được anh Bảo mang đến văn phòng Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh ở quận 5 bàn giao. Theo lực lượng chức năng, hai con cá sấu nước ngọt có tên khoa học là Crocodylus simensis thuộc nhóm 1B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Sau đó, hai con cá sấu này đã được đưa về trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.